Ừ, tư sư lấy mạng sống của một chúng sanh để bố thí hay cho người khác thì mình có tội không từ rồi mình người nhận có bị tội không ví dụ như mình giết một con gà để tặng cho một người nào đó ở trong kinh tạng thì đức thế tôn cũng có nói rằng À, ngày không có khuyến khích cái việc là chúng ta tạo các cái ác nghiệp à, chúng ta uh, tạo các ác nghiệp để có được tài sản để cúng dường à, đó là điều không nên bởi vì khi uh, mà quý vị uh, bố thí cúng dường ở trong cái lời tác bạch mà cúng dường cho chư tăng nó có một cái lời như thế này các thực phẩm mà chúng tôi làm có được ha, có được là hợp theo lẽ đạo ừ. và chúng tôi đã làm cái thực phẩm này nó hợp theo lẽ đạo thì khi quý vị tác bạch như vậy đó, có nghĩa là gì có nghĩa là cái thực phẩm mà mình có đó nó hợp pháp đúng theo lẽ đạo nó đúng với chánh pháp và mình chế biến cái thực phẩm đó nó đúng với chánh pháp chứ không phải là mình À, đi sát xanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu để mà mình có, mình có cái tài sản này rồi mình đem cái tài sản này mình đi mình bố thí, mình đi cúng dường thì Đức Phật không có khuyến khích. Ừ. quý vị nên hiểu rõ như vậy. toàn mà hỏi quý vị có phước hay có tội đó thì nhớ dùm cho à, nghiệp trắng cho quả trắng nghiệp đen cho quả đen nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng ừ. mình tạo ác nghiệp thì mình sẽ nhận cái ác nghiệp do mình đã tạo còn mình làm các cái thiện nghiệp thì mình sẽ nhận cái thiện nghiệp do mình tạo nhưng mà trong trường hợp đó, mà nghiệp có đen có trắng cho quả có trắng có đen ờ, sư có một vài cái gợi ý về cái quả báo có thể có để quý vị suy xét coi là có đáng để mà mình phải uh, làm các ác nghiệp để mà mình có cái mình bố thí cúng dường hay không nha. Ví dụ như uh, quý vị tự tay giết một con gà để quý vị bố thí cúng dường để cho ai đó để người ta thọ dụng thì uh, cái nghiệp mà giết con gà đó, uh, nghiệp sát sanh đó thì ở đời nào kiếp nào mà chúng ta làm người À, hoặc làm thú thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp là chết yểu còn cái việc mà mình bố thí cúng dường á thì mình sẽ được cái Phước là mình giàu sang ừ. à, và thậm chí là có sức khỏe nữa à, giàu sang đấy thì hai cái thứ này nó cộng lại cho quả có đen có trắng đời sau sanh ra mình có thể sanh vào một cái gia đình rất là giàu giàu ghê lắm Uhm, ví dụ như là tỷ phú uh, hoặc là trong gia đình uh, hoàng tộc nhưng mà chết yểu ví dụ như uh, bà mẹ uh, mang thai uh, mà bà mẹ là trong một cái gia đình là tài phiệt rất là giàu uh, chăm lo cho cái thai bào chăm lo đủ thứ hết uhm, uhm, thực phẩm rồi bổ dưỡng rồi khí hậu này là thích hợp chăm lo cho cái thai nó rất là dữ dội nhưng mà xảy thai ừ. à, rất là khó để được làm người mà được làm người mà tái sanh vào một gia đình quyền quý khó lắm nhưng mà xảy thai còn không á, thì mình sanh ra đẻ ra được à, người ta gọi là sinh ra trong cái hũ nếp à, tiền thì xài thoải mái à tiền xài không bao giờ mà biết cái, cái chữ mà thiếu thốn hết trơn lúc nào cũng thoải mái à, đi học á à, thì bạn bè à, ai cũng à, quý tại vì mình giàu quá mà tiền không chỉ là con số thôi đấy nhưng mà mới có năm sáu tuổi chết thì quý vị nghĩ đi quý vị nghĩ đi như vậy có đáng không ừ? đương nhiên sanh vào một gia đình giàu sang thì ai cũng ham ừ. rồi mình có tài sản ai cũng ham nhưng mà chết yểu mà chết yểu ở đây xin thưa là cái khả năng rất là lớn chết thảm chứ không phải là chết bình thường nữa tức là không phải cái kiểu mà ngủ sáng vậy chết mà chết thảm ví dụ như bị bắt cóc tống tiền để nó lấy tiền xong rồi đó nó giết mình ừ nó giết mình theo một cái phương pháp thê thảm nào đó quý vị nghĩ quý vị xem coi ở trên đời này có những cái sự kiện như vậy hay không những cái đứa con còn rất là nhỏ của những cái người rất là giàu bị bắt cóc sau đó là bị giết chết có hoặc là bị tai nạn những cái tai nạn thảm khốc chết à, uh, hoặc là bị kẻ này kẻ kia tấn công chết hoặc là bị con thú cắn chết Uh, cho nên uh, nghiệp um, trắng cho quả trắng nghiệp đen cho quả đen nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng nên suy tư ha nên suy tư uh, thành ra là đức thế tôn ngài không bao giờ khuyến khích cái việc là mình tạo các cái ác nghiệp để mình có cái gì đó rồi mình đem nó đi mình làm phước cúng dường đức thế tôn không bao giờ khuyến khích chuyện đó uh.